Ngon chưa? Thử ăn một cậu loại mới. Wow, này nó chín quá, chín luôn Quá rồi chín nè. luôn Wow, mình để quên nó, để chín quá luôn. Rồi, anh cắt luôn trái này đi, tại nó chín hết rồi. Cắt thử mình ăn. Cái hộp nó đen luôn ha, hộp nó to, hộp nó đen luôn á. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Đây là loại mãng cầu mới ha. Thì lần trước hai chồng của mình đi ra cái vườn cây Magnolia Garden Nursery đó, thấy có một người khách họ đang mua cái loại giống mãng cầu này. Thì mình có hỏi cái cô chủ vườn á, thì cô có chở mình ra tận cái vườn luôn để mà mình coi cái loại giống mới này như thế nào, với lại cô có hái cho mình mấy trái nè đó, để mình ăn thử coi nó có ngon hay không. Trước mắt thì mình thấy cái mùi của nó là thấy thơm lắm nó rất là thơm, thơm thơm gần giống như cái trái na bên Việt Nam của mình á, nó thơm ngậy lên luôn. Và cái tên của cái loại mãng cầu này á, nó kêu là cái gì anh? green sweet Là giống như xanh với lại ngọt á. xanh ngọt Xanh mà cái ngọt á. loại này á là ít có cái vườn cây nào có hết á. Cái bà chủ bà nói là cái này là cái loại giống mới của cái vườn cây này. Cô nói hình như là trong năm tới đó thì bắt đầu nó mới có giống để bán, cho nên là cô chú anh chị các bạn nào mà ai mà có muốn mua mãng cầu về trồng á thì có thể đến đây ha, có thể đến đây để tham khảo thử. Nó có rất là nhiều loại mãng cầu ngoài đó, cho nên mình ra ngoài mình coi thử cái giống nào mình thích đó thì mình có thể mua về mình trồng. Còn hôm nay thì hai vợ chồng mình sẽ thử cái loại này ăn coi có ngon hay không nha. Nhà thì hết chỗ trồng rồi nhưng mà thấy mãng cầu này nghe nó ngon, thấy cũng ham quá Thấy cũng ham nha. Cái trái này nó rất là to nè, mà nó ít hột rất là ít hột. ha. Đặc biệt là nghe cái mùi thơm nó nhiều lắm. Thôi bây giờ ăn ăn thử nha. Hai cái trái này mình để hơi bị chín quá luôn á, tại vì mình bỏ vô cái hộp á, rồi mình giấu nó vô một cái góc để cho nó chín. Ai ngờ để nó chín chín thôi này, hơi chín quá nè anh. Hơi chín Nó quá. vừa hơi mềm là mình ăn được rồi, còn này là nó mềm quá. Đây, cái muối nó cũng to anh ha. Từng muối của nó đó. Cái hộp nè, nó ngọt anh ơi, nó Nhưng mà nó ngọt dai không? dai, nó ngọt hơn chua, mà đặc biệt thích nhất là cái độ thơm của nó rừng giống cái trái na bên Việt Nam, mãng cầu Việt Nam mình nhiều hơn. Ngon, ngon lắm luôn mà nó ngọt nữa. So với mãng cầu Úc thì em thấy sao? So với mãng cầu Úc thì em thấy cái này ngon hơn nè. Ngon hơn mãng cầu Úc hả? Nó có độ ngọt nhiều hơn, với lại là nó độ giống như là chín phần ngọt mà chỉ có phần chua thôi. Rồi nó thấy nó dai, nó không có bị cát nha, Nó nó không có có bị cát. cái nó có bị hột hột không giống như như Không thì nó vậy? cát á. Mãng cầu Úc của cây của nhà mình năm vừa rồi mình trồng, không biết là tại cái chăm sóc hay là sao đó không biết, thì thấy cái trái nó bị giống như lợn cợn, nó cát đó. Thì có tham khảo một số nhà vườn với lại những người ta trồng cây mà chuyên nghiệp lâu năm á, thì người ta có khuyên mình là chăm sóc, cái cách chăm sóc như bón phân 3:14 nè, rồi muối Epsom, rồi mình bón phân cá, rồi cách tưới nước nữa. Thì năm nay mình chăm sóc theo cái cách hướng dẫn đó, thì hy vọng là cái cây mãng cầu Úc của mình năm nay nó sẽ không có bị tình trạng đó. Quá ngon luôn. Tuyệt vời. Đó, cô chú anh chị các bạn nào ai muốn mua loại mãng cầu này thì ra cái vườn cây Magnolia Garden Nursery nha. Cái tên của cái loại mãng cầu này á, theo cái chủ vườn cho hai chồng biết á, nó là Green Sweet, có nghĩa là màu xanh với lại ngọt đó, ráp lại là Green Sweet Mãng cầu nha. xanh ngọt. Xanh ngọt. Màu xanh nhưng mà nó ngọt lắm, rất là ngọt. Cho nên nó đặt cái tên là sweet. Sweet là đúng. Nó Tại vì nó ngọt. ngọt lắm. Mà có phải đúng là chín chín phần ngọt một phần chua không? Đúng rồi, đúng rồi. Nè, Ngọt đúng nhiều rồi, có lắm. nghĩa là em chấm là đúng. Nó ngon quá à. Thì đúng ra là mình cạp, còn giờ mình lột thử coi sao nha. Nào, nó ngon ghê không? Đây này. Ôi anh. Ngon quá hả? Ngon thiệt luôn á. Thích ghê á nha.
chắc mày giữ mấy cái hột lại lại thơm quá. Ngon lắm luôn. Không giống y chang như gần 9-10 giống như là ở bên cái mảng cầu na bên Việt Nam. Ăn cái loại này mình thấy nó giống cái trái na bên Việt Nam mình nhiều hơn á. Nhưng mà loại này loại mới, mình họ cũng không biết cái loại này là xuất xứ từ đâu nữa. Chỉ biết là bà cô nói cái giống này là giống mới, với lại cái tên của nó là Real Sweet vậy thôi, chứ cũng không có rành. Tại hai chồng mình cũng phải chuyên gia cho nên chuyên gia trồng cây cho nên cũng không rành nữa. Chỉ thích trồng rồi tham khảo những nhà vườn với lại cô chú anh chị nào mà trồng cây chuyên nghiệp á, mình hay hỏi vậy thôi, chứ cũng không phải là dân chuyên nghiệp trồng cây. Cho nên là mấy cái này là thua à. Ngon ghê không nè. Thật sự là ăn nhiều trái mãng cầu, nhưng mà trái mãng cầu này là anh thấy ngon. Là anh thích nhất, ngon nhất. Nó gần giống trái na nhất. Giữ mấy hộp lại anh ơi. Chắc anh thấy ương lại. Rớt cái hộp kìa. Mình sẽ ăn mấy trái mãng cầu ở vườn của mình á, rồi mình giữ lại, giữ cái hộp lại để khi nào mình về Việt Nam á, mình cho mấy cô chú anh chị ở gia đình của mình á, để ương lâm trồng thử. Tại vì mấy cậu với lại cô chú á cũng kêu mình là ăn rồi để dành hộp lại cho mấy cậu mấy chú. Thấy gần hai trái mà có bao nhiêu đây hộp? Gần hai, anh nói hai trái rồi chứ? Hai trái luôn rồi chứ? Hai trái rồi mà có nhiêu đây hộp thôi. Ít hộp lắm. Rất là ít hộp. Cái hộp này trồng là tốt nè, tại nó đen. Nó đen, nó chín rồi, nó già. Mãng cầu này á, mình nói thiệt là rất là ngon. Thường không phải cái gì của mình ăn rồi mình khen đâu, mà mình nói thiệt là trái này ăn rất là ngon. Khen thật lòng. Thật lòng luôn. Tại vì cho nên là cô chú anh chị các bạn nào ai muốn trồng mãng cầu á, nếu không có tin á, thì có thể ra ngoài vườn mua ăn thử trước khi mình trồng là chắc ăn nhất. Tại vì mỗi người mỗi vị, hai chồng nhà mình nhiều khi thích nhưng mà người khác không có thích. Cho nên là để chắc ăn thì mình có thể vô cái mùa mãng cầu mình muốn trồng á, thì vô cái mùa mãng cầu đi tới cái vườn đó mua ăn thử là chắc ăn nhất thôi. Nhưng mà phải ra cái vườn này thì mới có cái loại này thôi. Chứ còn mấy cái vườn khác thì chưa biết, không biết nữa. Chưa biết. Nhưng mà cô chủ vườn nói thì chỉ có vườn của cô mới đang có cái giống này thôi. Ăn đáng trái mãng cầu á. Thật sự là rất đáng cái trái mãng cầu. Thôi hai chồng cũng tạm ngưng cái video ở đây nha, tại hết mãng cầu rồi. Ăn xong rồi. Cho nên hôm nay thì mãng cầu nó chín cho nên muốn ăn thử để chia sẻ lại cho cô chú anh chị các bạn nào. Ai muốn tìm mua mãng cầu để trồng thì có thể biết thêm những cái loại mãng cầu mới nữa để có thể là mua để trồng ha. Thì hai chồng xin kết thúc cái video ngày hôm nay tại đây. Xem video nếu mà thích xin cô chú anh chị các bạn cho hai chồng một like, hoặc là chia sẻ video, hoặc là ai chưa bấm nút đăng ký đó thì bấm nút đăng ký bên dưới để ủng hộ tinh thần cho hai chồng để làm thêm những cái video mới nha. Bye bye.